Dế cơm nha, dế cơm thơm ngon đây, dế cơm đây. Nay con nào con nấy bằng muốn ngón giọt cái không? Chà, số 1 à. Hay là nhức nách à. Này dịch chứ không dịch như đây làm bạn thùng bia nữa cũng 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 đỡ lắm. Ngon quá. Đây là món dế cơm kho tiêu nha. Sau khi mình bắt về mình làm sạch, mình ướp gia vị, nước mắm, củ hành, củ tỏi vô thì mình bỏ lên mình rim. Mình cho lửa nhỏ nhỏ thôi nha. Cho nó thấm gia vị vô. Món này cực ngon nha, bay thơm lên. Giờ bơ sôi lên rồi, nghe mùi thơm. Cực kỳ ngon. Với cơm này, với cơm có cánh thôi. Con nào nấy bự bự mập mập không? Lớn à. Này ăn là ngon à, con nào cũng bự bự không? Nãy mới đi đào bắt được có mấy con. Giờ mình kho tiêu. Ngay mùa dịch nữa mà có dế cơm này ăn là thôi là số 1 à. Ngon cực kỳ luôn nha các bạn. Thơm quá. Thơm nức mũi. Rồi mình đậy lại miếng này cho nó sôi lên, cho nó mau, cho nó hầm lại chân chính. Cực kỳ ngon. Với cơm này rất là to nha, ăn này rất là bổ, khỏe. Chỉ ăn thôi không nhậu nha mọi người ơi. Này nhậu tụi quýnh chết. Sao ngộ nha, bạn bè tôi giàu cũng có, nghèo cũng có, mà sao tôi chơi mấy người nghèo tôi chơi dễ hơn mấy người giàu. Giàu tôi không tới thiệt tình anh. Nhà chanh vách lá ở trong xẻo, trong mương, trong ruộng gì em vô tới hết, mà thấy thoải mái. Mà nhà giàu xây lồng lộng vậy đó mà mời tới nhất định em không tới. Đã cụ thể rồi đó, đã không không tới. Nhiều lắm anh, tức là trước đây, trước khi mà thằng Hưng nó xây nhà nữa, em cũng không tới là không tới. Ra báo cáo chính quyền là em hết tiền, mấy anh làm ơn hãy cho mượn tiền, tiền ăn tiền sữa cho mấy đứa con, cái quần gì cũng chẳng còn. Kiều này anh em còn nhớ món này chứ hả? Anh em vẫn còn nhớ cuộc vui này chứ hả? Trắng
cá lóc nướng, ốc nướng. Mà đó anh em mình chưa có việc làm, ở dưới quê làm gì có tiền. Đi xuống chợ kêu người ta mặn cá lóc 30 ngàn đi, mà trong túi thằng nào cũng không có tiền hết trơn á. Người ta mặn xong cái bảo thôi con có tiền thiếu, ra ngoài sau hè nướng cá lóc lên với lít rượu là đẩy thôi mát rượi vậy đó. Hồi đó mà nhớ lại tới bây giờ nó mắc cỡ chết luôn á. Nhưng mà hồi đó rất là vui. Bây giờ sao? Đi làm tháng 10 mấy triệu.